Mặc kệ chốn đông, Khởi My và Kevin Khánh vẫn tình tứ không rời ở Đà Lạt. Có lẽ vợ chồng Khởi My Kevin Khánh là cặp đôi dành thời gian hưởng tuần trăng mật lâu nhất showbiz Việt. Tối ngày 16 tháng 12, Khởi My và Kevin Khánh vừa chia sẻ hình ảnh của họ trong chuyến đi phượt đến nhiều nơi nổi tiếng ở trong nước. Kế hoạch đi phượt đã được cả hai hé lộ trước khi họ tổ chức lễ cưới. Điều này cũng khá dễ hiểu vì cả hai vợ chồng giọng ca gửi cho anh đều đam mê tốc độ và xe mô tô. Kevin Khánh đã đăng tải bức ảnh mà cả hai đang di chuyển trên đường bằng chiếc xe nửa tỷ đồng của anh. Điểm đến đầu tiên của cặp đôi chính là thành phố sương mù Đà Lạt. Đây là một địa điểm cực nổi tiếng cho các cặp vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Khởi My ôm chặt ông xã và ghi lại những khung cảnh đẹp như thế này. Mỗi khoảnh khắc đáng yêu và lãng mạn của Khởi My Kevin Khánh đều khiến fan rần rần. Sau đám cưới, không chỉ họ ngày càng tình tứ hơn, mà cả hai còn được đổi sang kiểu tóc giống hệt nhau. Đây là một điểm nổi bật gây nhiều ấn tượng cho khán giả. Ở chuyến đi này, cả hai đã phải thức dậy từ 3 giờ sáng, cùng đi với những người bạn trong hội mô tô của họ. Sau đám cưới được một tuần, vợ chồng Khởi My và Kevin Khánh đã nhanh chóng cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Theo đó, cả hai đã sang Maldives, thiên đường ngọt ngào để bắt đầu kỳ nghỉ hạnh phúc. Khi trở về từ chuyến Maldives, cặp đôi này không vội vã trở lại sân khấu, mà cả hai lại tiếp tục di chuyển sang Thái Lan để tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Có thể nói Khởi My và ông xã đã chi khá nhiều tiền cho việc nghỉ dưỡng sau đám cưới và họ cũng là cặp đôi hưởng tuần trăng mật nhiều nơi nhất trong làng giải trí Việt. Theo lịch trình được đăng tải trên fanpage, Khởi My Kevin Khánh sẽ bắt đầu trở lại công việc từ ngày 20 tháng 12. Suýt xoa trước bộ ảnh cưới đáng yêu hết nức của em gái Trấn Thành, cặp đôi đã cùng những người bạn thân ghi lại những khoảnh khắc đẹp và lãng mạn nhất cho ngày trọng đại của họ. Trấn Thành sinh ra trong một gia đình gồm 3 người con, anh là con trai cả và sau đó là hai cô em gái có tên Huỳnh My và Huỳnh Ân. Huỳnh My sinh năm 1993 và đã tốt nghiệp một trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Với sự trợ giúp của anh trai, hiện tại cô đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Còn Huỳnh Ân vẫn đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng với mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Mới đây trên trang cá nhân, em gái của Trấn Thành Huỳnh My vừa chia sẻ loạt ảnh cưới của mình và bạn trai. Theo đó, cả hai đã rủ rê thêm những người bạn thân của họ cùng xuất hiện trong những khung ảnh lãng mạn cho ngày trọng đại. Những hình ảnh này mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì độ đáng yêu, pha lẫn hài hước của em gái Trấn Thành và chồng sắp cưới. Huỳnh My có một mối tình ngọt ngào cùng bạn trai là một người Hồng Kông và đang làm việc tại Việt Nam. Cả hai quyết định về chung nhà sau một thời gian hẹn hò lãng mạn. Cả hai cùng hội bạn thân đã có những màn tạo dáng, nét biểu cảm khá hài hước khi chụp bộ ảnh cưới này. Theo chia sẻ của nhân vật chính thì đám cưới của họ sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 1, 2018. Chính chị dâu Harry Won cũng dành lời khen cho bộ ảnh cưới của Huỳnh My. Từ lâu, bạn trai của Huỳnh My đã có mối quan hệ khá tốt với Trấn Thành, em gái nam diễn viên cũng như bạn trai cô, thường góp mặt trong các chuyến du lịch của anh và bà xã. Chồng cũ lên tiếng chỉ trích thẳng tay clip nhái của Trấn Thành, Phi Thanh Vân chưa kịp cảm động thì biết được sự thật phũ phàng. Dòng trạng thái bức xúc của Bảo Duy thu hút sự chú ý. Ngày 16 tháng 12, Trấn Thành gây bão khi giả gái và nhái giọng của Phi Thanh Vân. Nam MC nổi tiếng gợi lại tình huống màn ứng xử của nữ diễn viên tại một cuộc thi nhan sắc vừa qua. Phần nhái giọng nữ hoàng giao kéo của Trấn Thành lập tức thu hút sự chú ý với lượt view khủng không hề nhỏ. Nếu như Phi Thanh Vân đăng tải status bóng gió việc bị đàn em đùa quá trớn, thì mới đây chồng cũ của cô cũng lên tiếng bức xúc lên trang cá nhân. Cụ thể, chồng cũ của Phi Thanh Vân chia sẻ, một vài thành phần nghệ sĩ hạng A chả hiểu nghĩ thế nào mà dìm hàng đồng nghiệp, quay clip làm những trò lố lăng để câu view. Đã là nghệ sĩ hạng A thì khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ, hài thì cũng phải có tính nhân văn và sạch sẽ chứ. Trước thì rất quý bạn ấy, nhưng giờ xét về nhân văn học thì khinh rồi. Bạn ấy đã rất thành công khi lấy đi rất nhiều tiếng cười của khán giả, trong đó có tôi. Khán giả cười vì clip đó vui, nhưng riêng tôi thì tôi không cười clip đó, mà tôi cười bạn ấy nhiều hơn. Dù không nhắc thẳng đến tên nghệ sĩ hạng A, nhưng đa số ý kiến đều liên tưởng đến Trấn Thành và đoạn clip nháy giọng hài hước của nam MC trong thời gian gần đây. Phải chăng Bảo Duy đang bức xúc thay cho vợ cũ Phi Thanh Vân vì bị đồng nghiệp bày trò lố lăng để câu view? Nhiều người cho rằng Bảo Duy đang bênh vực vợ cũ, dù cả hai từng kết thúc không êm đẹp.
Tuy nhiên, thực chất người được Bảo Duy nhắc đến ở status này lại là người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi. Anh tuyên bố khinh hành động lố lăng của Trấn Thành. Trước đó, Trấn Thành cũng từng gây sốt khi đóng giả Lâm Khánh Chi và nhai lại từng động tác cử chỉ của đàn chị. Phi Thanh Vân và Lâm Khánh Chi cũng là đối tượng mà Trấn Thành cosplay, nhưng Bảo Duy chỉ lên tiếng bất bình thay cho người chị thân thiết. Còn đối với vợ cũ thì bạn ấy thích hay không, em không quan tâm. Bị châm biếm phần thi ứng xử Hoa hậu, Phi Thanh Vân lên tiếng dằn mặt Trấn Thành. Trước màn giải giọng châm biếm phần thi ứng xử Hoa hậu của Trấn Thành, Phi Thanh Vân đã treo dòng status dằn mặt đàn em lên trang cá nhân. Tối ngày 15 tháng 12, cộng đồng mạng được fan cười nghiêng ngả trước đoạn clip siêu hài hước Trấn Thành bắt chước Phi Thanh Vân trả lời ứng xử tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Với khả năng nhái giọng điêu luyện, nàng Phi Phi Vân Vân khiến người xem nổi da gà bởi từ dáng điệu cách nhấn nhá đến luyến lấy, nhã chữ đều giống tới 99% so với phiên bản gốc. Đặc biệt, so với màn ru ngủ, lan man dài dòng của nữ hoàng giao kéo, thì Trấn Thành lại có phần thể hiện được đánh giá là lôi cuốn và hấp dẫn hơn nhiều. Đồng thời, nàng Phi Phi Vân Vân cũng không quên biến tấu thêm thắt nhiều tình tiết để câu chuyện thêm phần thú vị cho người xem. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip Phi Thanh Vân trả lời ứng xử phiên bản Trấn Thành đã thu hút lượng xem khủng và nhận không ít những bình luận từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đa số mọi người đều tỏ ra hào hứng, thích thú khi xem đoạn clip này. Trời ơi là trời, xin ơi là xin. Tài ơi là tài, giỏi ơi là giỏi, duyên ơi là duyên, thông minh ơi là thông minh. Thời sự hơn bao giờ hết, bao lâu nữa mới có một Trấn Thành khác xuất hiện. Hãy tập trung trả lời thẳng vào câu hỏi, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Sau khi thấy Trấn Thành giải giọng châm biếm mình, Phi Thanh Vân đã đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng cư dân mạng ngầm hiểu cô đang muốn nhắc đến chuyện gì, cô chia sẻ. Sống đẹp là sống thấu hiểu mình và thấu hiểu mọi người, đặt mình vào vị trí người khác để hành xử đẹp nhất, đúng đắn nhất. Đôi khi chịu thiệt thòi về mình, nhưng trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc và bình an. Biết sẻ chia, biết dung hòa, biết tha thứ, tâm ở trí não, đức ở tim. Tầm nhìn từ nhận thức và hãy đánh thức giá trị cốt lõi trong con người khi chưa quá muộn. Phi Thanh Vân luôn yêu các bạn, chúc vạn sự bình an. Phi Thanh Vân lên tiếng vỗ mặt Trấn Thành sau khi bị đàn em châm biếm. Chúng tôi cũng đã liên hệ với cô để tìm hiểu rõ về vấn đề này, nhưng vẫn chưa kết nối được. Trước đó Trấn Thành cũng từng nhái Lâm Khánh Chi khiến fan rần rần. Ngỏ lời muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Luân bị tình cũ mắng chửi thậm tệ. Nữ diễn viên Hồ Bích Trâm, người được nhắc tới là tình cũ Minh Luân, đã có những chia sẻ khá gay gắt trên trang cá nhân cách đây không lâu. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm, hay còn được biết đến là tình cũ Minh Luân, đã đăng tải một dòng trạng thái đầy bức xúc. Dù không nói đích danh ai, nhưng nhiều người đã ngầm hiểu rằng cô đang ám chỉ tới nam diễn viên Minh Luân. Sau khi anh lên truyền hình công khai xin lỗi tình mới và ngỏ lời muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc. Hồ Bích Trâm và Minh Luân từng rất thân thiết, được số đông khán giả gắn ghép là cặp đôi của làng giải trí Việt. Đừng phây mượn khán giả để rồi nói bâng quơ về chuyện tình tạm thời đó bằng cách xin lỗi cô gái đó trước hàng vạn khán giả truyền hình. Nói mình khó yêu lắm, khó đến mức quen người mới, bắt thêm vài em cá nữa mà vẫn lưu luyến tình cũ để cho khán giả thấy ôi chung tình đến giật mình. Hồ Bích Trâm viết, gay gắt hơn nữ diễn viên còn nhắn nhủ, đừng cố chứng tỏ mình là từ hải vì tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của bạn. Trong phần bình luận, Hồ Bích Trâm khẳng định thêm cô không còn quan tâm nhưng thấy cố tình giả tạo quá nên phải lên tiếng. Thậm chí nữ diễn viên còn cho biết đã bỏ chạy 80 kiếp khi trò chuyện với bạn bè ngay dưới dòng trạng thái này. Dòng trạng thái Hồ Bích Trâm đăng tải lên trang cá nhân được cho nói tới Minh Luân sau khi nam diễn viên muốn tái hợp với Ninh Dương Lan Ngọc. Trước đó, nam diễn viên Minh Luân gây chú ý khi bất ngờ lên tiếng chia sẻ và xin lỗi người yêu mới để quay lại với người yêu cũ là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Bản thân tôi vốn là người rất khó yêu nên thích sống với kỷ niệm của quá khứ. Bởi vậy đến bây giờ, tôi vẫn muốn quay lại với cô ấy. Trong thời gian chia tay, tôi có tìm hiểu một người mới nhưng thấy không hợp như người trước. Bây giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người yêu mới. Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại anh vẫn còn rất yêu người cũ. Còn với người cũ, tôi thực sự muốn quay lại với cô ấy.
tôi chỉ muốn nói rằng anh yêu em, Minh Luân nói. Minh Luân xin lỗi tình mới và muốn tái hợp với tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc trước sóng truyền hình. Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Luân từng vướng nghi án hẹn hò trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, từ khi yêu đến lúc vấp phải tin đồn chia tay, Lan Ngọc vẫn chưa bao giờ thừa nhận chuyện tình cảm với nam diễn viên này. Phía Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng lên tiếng về những ồn ào tình cảm với Minh Luân. Tình cũ tức giận tố Kim Lý hai mặt, bất ngờ xin lỗi Trương Ngọc Ánh và Hồ Ngọc Hà. Kiko Jen cho rằng Kim Lý hai mặt khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đổ lỗi và nói mình là người tung tin, phá sự nghiệp của nam diễn viên. Những ngày qua, ồn ào giữa Kim Lý và người mẫu Kiko Jen, người được cho là tình cũ của anh vẫn chưa đến hồi kết. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến bên vực nam diễn viên, cũng có vài bình luận trái chiều mỉa mai đến Hồ Ngọc Hà. Ngay sau đó, nữ người mẫu tiếp tục có động thái đáp trả. Người này khẳng định chưa bao giờ nói Kim Lý bắt cá hai tay, quen biết Kim Lý từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016. Sự việc đã 2 năm trước, không như lời công chúng đang bàn tán. Đồng thời, Kiko Jen cho rằng Kim Lý hai mặt khi phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đổ lỗi và nói mình là người tung tin, phá sự nghiệp của nam diễn viên. Cô chấp nhận khởi kiện và sẽ tung ra những bằng chứng cực sốc chưa từng công bố trước đây. Tôi mất niềm tin vào anh, bị scandal bổ vây, các dư luận trong công ty tôi, đang đối tác chèn ép hàng ngày đến phải bỏ việc, tôi mất sự nghiệp. Tại sao anh có thể hai mặt vậy hả anh? Tôi phải làm gì? Tôi phải đứng và làm việc chung với anh và thành công hơn anh, tôi mới an lòng. Đó là lý do suốt một năm qua tôi trụ với nghệ thuật, phải giỏi và nổi tiếng hơn anh. Lăn lộn một năm với nghệ thuật, tôi hiểu được nghệ thuật là một nghề vất vả, điều quan trọng hơn nữa là đừng bao giờ lừa khán giả. Cuối cùng, Kiko Jen cũng gửi lời xin lỗi đến Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh vì những ngày qua đã làm ảnh hưởng đến đàn chị. Em xin lỗi chị, em biết chị buồn nhiều. Xin lỗi chị, nữ hoàng giải trí, vì mấy ngày qua vô tình đã kéo tên các chị vào bài viết liên quan đến em. Mới đây, sau khi câu chuyện này được tiết lộ, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trước ồn ào dư luận, Kim Lý đã lên tiếng cho biết đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt và anh chưa bao giờ làm điều có lỗi với phụ nữ. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây, tuy nhiên quản lý của Kim Lý đã lên trang cá nhân và tung đoạn tin nhắn trò chuyện với Kiko Jen, tiếp tục tố cô đưa thông tin bị đặt tới truyền thông. Vì không thể bỏ qua hành động của Kiko Jen, nên quản lý Kim Lý đã gửi tất cả bằng chứng và nói chuyện với luật sư để giải quyết ổn thỏa sự việc.